trại em gồm có ba bê kem, thấp kem, nó bò rất là đều đẹp với nhau, tương tự đều với nhau, bò lở phía đây. Trong cái kem dễ phân biệt, những lô bò lở bên đây, nó đứng thẳng băng luôn, giò là to đòn dày. Nó con này bò lở, nguyên cái lô bò lở phía đây. Bò trong nhà. Anh chị các bạn cần xa về tính nuôi bò đến tại em, xem cùng tham khảo, xem xét cái chuồng bò em mới sang. Lô bò đẹp luôn.